Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh YouTube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tại kỳ họp thứ 6, sáng ngày 28 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận. Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng, nếu nâng mức đặt cọc lên quá cao sẽ có ít người đủ điều kiện tham gia đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ thông đồng móc nối để zin giá. Trong đó, quy định người tham gia đấu giá phải nộp tiền cọc bằng 5 đến 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá. Ví dụ phạt tiền đặt cọc gấp đôi, bồi thường chi phí tổ chức đấu giá, không được tham gia đấu giá trong thời gian nhất định, xử lý dân sự, hành chính, hình sự. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho hay Dự thảo luật sửa đổi bổ sung thời hạn nộp tiền đặt trước để đảm bảo thống nhất đồng bộ với việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Theo ông Long, quá trình triển khai quy định về mức tiền đặt trước từ 5% đến 20% của luật đấu giá tài sản với nhiều loại tài sản được giao bán đấu giá, giá trị tài sản khác nhau. Hiện nay có hơn 20 loại tài sản pháp luật quy định bán đấu giá, cơ bản phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thu hút được nhiều người tham gia đấu giá. Cũng theo ông Long, nếu nâng mức tiền đặt trước lên quá cao, sẽ có ít người đủ điều kiện tham gia đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ thông đồng móc nối để xin giá, nhất là đối với những tài sản có giá trị lớn như quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Cùng tham gia thảo luận đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An thì cho rằng quy định mức tiền đặt trước từ 5 đến 20% như hiện hành là phù hợp. Nếu nâng lên quá cao sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do giao dịch, giảm tính cạnh tranh, ít người tham gia đấu giá tài sản nữ đại biểu đề cập tới một số tổ chức cá nhân tham gia đấu giá với mục đích không tốt như là phô trương thanh thế hoặc thao túng thị trường để hình thành mặt bằng giá mới bà dung đề xuất sau thời gian nhất định mà người chúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính và không chứng minh được lý do bất khả kháng thì ngoài việc mất tiền đặt trước còn bị phạt thêm một số tiền tất nhiên việc phạt này phải dựa trên cơ sở bổ sung các quy chế chế tài có liên quan Bên cạnh đó, ông Long dẫn chứng thông lệ của các nước trên thế giới đều không có quy định cụ thể về khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá. Việc nộp tiền đặt trước được Bộ trưởng chỉ rõ là một trong các điều kiện để tham gia đấu giá. Sau khi chúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo người chúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc xử lý tiền cọc trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Do đó, nếu người chúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán hoặc không nộp tiền chúng đấu giá sẽ bị mất khoản tiền đặt cọc. Một số nước khác cấm người không nộp tiền chống đấu giá tham gia đấu giá trong một thời hạn nhất định. Để hạn chế tình trạng cò mồi tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, ông Long nêu dự thảo luật quy định người tham gia đấu giá không trả giá, cố tình trả giá không hợp lệ, dưới giá khởi điểm, ghi phiếu sai sẽ bị mất khoản tiền đặt trước. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện pháp luật chuyên ngành quy định về yêu cầu điều kiện tham gia đấu giá nhất là về năng lực tài chính kèm theo các chế tài xử lý đối với người chúng đấu giá nhưng không nộp tiền, như cấm tham gia đấu giá, phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng. Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự thảo luật. Ông nhận định việc sửa đổi quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong đấu giá tài sản là rất cần thiết để tránh việc lợi dụng tham gia đấu giá không vì mục đích đấu giá, thay vào đó là thông đồng, thỏa thuận với nhau để trả giá thấp, làm thất thu ngân sách nhà nước dẫn tới tiêu cực. Đại biểu Phạm Văn Hòa dẫn chứng một số vụ việc bỏ cọc đấu giá, làm lũng đoạn thị trường, lưu mờ hình ảnh của cuộc đấu giá, gây dư luận không tốt thời gian qua. Điển hình như vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, các cuộc đấu giá biển số xe ô tô hay ba mỏ cát ở Hà Nội. Để chấm dứt tình trạng người chúng đấu giá bỏ cọc, ông Hòa cho rằng cần có các biện pháp như nâng mức đặt cọc cao hơn so với quy định hiện hành, áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính không cho tham gia đấu giá lần tiếp theo